năm 2021, ngành thuế được giao nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước là 1.116.700 tỷ đồng. Đây là nhiệm vụ đầy khó khăn trong bối cảnh kinh tế thương mại trong nước và thế giới có nhiều biến động khó lường. Dịch bệnh COVID-19 vẫn diễn biến hết sức phức tạp. Nhiều khu vực phải thực hiện giãn cách xã hội kéo dài để chống dịch, khiến nền kinh tế suy giảm nghiêm trọng, đã ảnh hưởng đến nguồn thu của ngành thuế. Bám sát chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Tài chính, ngay từ đầu năm, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo cơ quan thuế các cấp áp dụng đồng bộ các biện pháp từ hỗ trợ người nộp thuế đến quản lý kiểm soát tình hình tuân thủ pháp luật thuế, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong năm 2021 và tạo tiền đề cho việc cải cách hiện đại hóa công tác thuế giai đoạn 2021-2030. Với yêu cầu phòng chống dịch bệnh và giãn cách xã hội, hệ thống tuyên truyền hỗ trợ của ngành thuế đã chủ động thay đổi dần từ phương thức truyền thống sang phương thức điện tử trong phổ biến chính sách pháp luật mới và hướng dẫn thực thi các thủ tục hành chính thuế. Các sản phẩm hỗ trợ người nộp thuế được đăng tải trên các trang tin điện tử, tài khoản mạng xã hội của cơ quan thuế, giúp số lượng lớn người nộp thuế tiếp cận dễ dàng. Năm 2021, nhiều cơ quan thuế đã thay các chiến dịch hỗ trợ trực tiếp như tập huấn, tuần lễ lắng nghe người nộp thuế, tháng đồng hành cùng doanh nghiệp bằng các hội thảo, hội nghị giải đáp trực tuyến, kịp thời tháo gỡ vướng mắc cho người dân và doanh nghiệp. Thực tế cho thấy, tuyên truyền hỗ trợ theo phương thức điện tử đạt hiệu quả cao hơn bởi tính phổ biến và tiết kiệm của nó. Đặc biệt là các hình thức hỗ trợ qua email, tin nhắn, mạng xã hội, 479 kênh hỗ trợ trực tuyến. Bên cạnh đó, ngành thuế luôn đảm bảo điều kiện hạ tầng công nghệ thông tin ổn định để cung cấp dịch vụ thuế điện tử 24/7 cho người nộp thuế. Trong năm 2021, số liệu người nộp thuế sử dụng các dịch vụ thuế điện tử như sau. 99,9% doanh nghiệp khai thuế điện tử, 99,4% doanh nghiệp nộp thuế điện tử, 97% doanh nghiệp hoàn thuế điện tử. Các cá nhân cho thuê nhà, đăng ký nộp lệ phí trước bạ điện tử đã quen thuộc với phương thức giao dịch điện tử qua Cổng Dịch vụ Công Quốc gia hoặc Cổng Dịch vụ Điện tử của cơ quan thuế. Để đồng hành hỗ trợ người nộp thuế vượt qua khó khăn do dịch bệnh gây ra, ngành thuế đã chủ động đề xuất chính sách hỗ trợ cũng như thiết kế phương án triển khai các gói hỗ trợ nhanh, hiệu quả. Ngay từ khi đệ trình chính sách miễn, giảm, gia hạn nộp thuế, ngành thuế đã phân tích, xây dựng các ứng dụng công nghệ thông tin để người nộp thuế có thể thực hiện thủ tục hỗ trợ theo phương thức điện tử nhanh nhất và dễ dàng nhất. Nhiều thủ tục được đơn giản hóa theo hình thức tự động lấy thông tin dữ liệu trong hệ thống quản lý thuế để hỗ trợ xác định đối tượng được thụ hưởng chính sách theo lĩnh vực, ngành nghề, địa bàn, quy mô người nộp thuế. Trong năm 2021, kết quả các gói hỗ trợ cho người nộp thuế đạt được như sau. Về gia hạn nộp thuế tiền thuê đất theo Nghị định 52/2021/NĐ-CP, tổng số người nộp thuế được gia hạn là 139.508 người nộp thuế. Tổng số tiền được gia hạn là 92.909 tỷ đồng. Về miễn giảm thuế phí lệ phí tiền thuê đất, giảm thuế thu nhập doanh nghiệp theo quyết toán thuế 2020 khoảng 1.450 tỷ đồng, giảm thu 30 loại phí lệ phí trên 1.000 tỷ đồng, giảm tiền thuê đất khoảng 3.600 tỷ đồng, giảm thuế theo nghị quyết số 406 NQ-UBTVQH15 khoảng 19.700 tỷ đồng. Song song với việc hỗ trợ người nộp thuế, cơ quan thuế các cấp luôn sát sao nắm bắt tình hình hoạt động của người nộp thuế, ra soát đối chiếu giữa thực tế với dữ liệu trong hệ thống quản lý thuế TMS để theo dõi đôn đốc nộp tờ khai, kiểm soát dữ liệu kê khai thuế, phát hiện các trường hợp kê khai không đúng, không đủ, không nộp thuế kịp thời để có các biện pháp chấn chỉnh, xử lý hiệu quả. Bên cạnh việc giải quyết hoàn thuế giá trị gia tăng nhanh chóng, kịp thời, ngành thuế đã thực hiện giám sát chặt chẽ quá trình giải quyết hồ sơ hoàn thuế, xác định ngành hàng kinh doanh có rủi ro cao về hoàn thuế, tăng cường thanh tra, kiểm tra sau hoàn thuế nhằm đảm bảo việc hoàn thuế được thực hiện đúng đối tượng, đúng chính sách pháp luật, ngăn chặn việc gian lận chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng bất hợp pháp. Năm 2021, hoạt động thanh tra kiểm tra thuế tập trung một số công việc như tăng cường kiểm tra hồ sơ khai thuế tại trụ sở cơ quan thuế, không thanh tra kiểm tra tại trụ sở người nộp thuế bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh COVID-19, tập trung phát hiện, ngăn chặn, xử lý hành vi sử dụng hóa đơn bất hợp pháp, thanh tra kiểm tra các tổ chức cá nhân có giao dịch đáng ngờ qua ngân hàng và các doanh nghiệp có giao dịch liên kết nhằm ngăn ngừa hành vi chuyển giá, trốn thuế. Kết quả công tác thanh tra kiểm tra của ngành thuế năm 2021 như sau.
Năm 2021, toàn ngành thuế đã triển khai đồng bộ các biện pháp quản lý nợ thuế nhằm thu hồi kịp thời vào ngân sách và hạn chế nợ mới phát sinh. Cơ quan thuế các cấp đã phân tích nguyên nhân nợ của từng đối tượng nợ thuế, xác định người nộp thuế không bị ảnh hưởng trực tiếp bởi dịch bệnh, nhưng lấy lý do dịch bệnh để chây ỉ nợ thuế, áp dụng các biện pháp phù hợp với từng đối tượng để thu nợ vào ngân sách nhà nước. Năm 2021, với liên tiếp các đợt giãn cách xã hội để phòng chống dịch COVID-19, theo chỉ đạo của Chính phủ, đã ảnh hưởng đến hoạt động sản xuất kinh doanh và đời sống xã hội. Tiến độ thu nội địa cũng bị tác động sụt giảm nghiêm trọng tại các tháng 7, 8, 9. Nếu như 5 tháng đầu năm số thu tăng 22,5%, thì sang tháng 6 chỉ tăng 5,5%, tháng 7 giảm 5,6%, tháng 8 giảm 21,3%, đặc biệt tháng 9 giảm 32,9%. Mức giảm diễn ra tại 43 trên 63 địa phương, nhiều địa phương có nguy cơ không hoàn thành dự toán. Các địa phương bị ảnh hưởng nặng bởi dịch bệnh phải thực hiện giãn cách theo chỉ thị 16 CTTTG. Số thu ngân sách tháng 9 giảm sâu so với cùng kỳ năm trước. Đà Nẵng giảm 29,1%, Kiên Giang giảm 26,7%, nhiều địa phương có nguy cơ không hoàn thành dự toán năm. Trước tình hình đó, Tổng cục Thuế đã chỉ đạo toàn hệ thống tập trung rà soát các đối tượng, nguồn thu, đề ra kịch bản linh hoạt, ứng phó cho từng tình huống hoàn cảnh cụ thể. Đặc biệt, với hai thành phố lớn Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh chiếm khoảng 46% số thu cả nước, Tổng cục Thuế đã có các buổi làm việc khẩn cấp, yêu cầu rà soát lại toàn bộ các nguồn còn có khả năng thu, tìm giải pháp tham mưu với các cấp chính quyền địa phương tháo gỡ khó khăn, vướng mắc để xử lý và đôn đốc thu vào ngân sách nhà nước kịp thời. Đặc biệt, lưu ý những khoản thu liên quan đến nhà đất, chuyển nhượng bất động sản, kinh doanh trên nền tảng số. Cùng với sự hỗ trợ của toàn hệ thống chính trị từ trung ương đến địa phương, bằng sự nỗ lực của toàn ngành và với nhiều giải pháp đồng bộ, trong 3 tháng cuối năm đã có sự phục hồi và tăng trưởng mạnh số thu. Tính đến nay, tổng thu ngân sách năm 2021 do ngành thuế quản lý đạt 1.294.000 tỷ đồng, bằng 115,9% dự toán pháp lệnh, vượt 177.300 tỷ đồng so với dự toán. Trong đó, thu từ dầu thô nhờ tăng cả về giá và sản lượng nên vượt thu 22,6.000 tỷ đồng. Thu từ các khoản liên quan đến đất đai vượt khoảng 57.000 tỷ đồng. Thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh vượt 78,3.000 tỷ đồng, tập trung chủ yếu tại một số ngành lĩnh vực hưởng lợi từ chính sách tài khóa tiền tệ năm 2020 như kinh doanh bất động sản, chứng khoán, ngân hàng. Có 14 trên 19 khoản thu sắc thuế và có 60 trên 63 địa phương hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2021. Được cái sự chỉ đạo trực tiếp của Bộ Tài chính, Tổng cục Thuế và ban lãnh đạo chúng tôi thì thường xuyên có cái họp và bàn bạc lấy ý kiến các cái đơn vị trong ngành để là làm sao có những cái giải pháp mang tính chất đột phá, đặc thù, nó phù hợp với từng địa phương cũng như phù hợp với cái từng thời điểm, cũng đồng thời với lại từng cái khoản thu sắc thuế sao cho nó phù hợp nhất. Đấy, và trước hết thì là phải giải quyết được và tập trung vào và làm kịp thời, quyết liệt những cái biện pháp để mà ủng hộ, tháo gỡ cái khó khăn cho doanh nghiệp, thực hiện các cơ chính sách của Chính phủ, của Quốc hội đề ra trong vấn đề thực hiện cái giảm giãn, miễn giảm cho người nộp thuế, cũng là tạo được cái đà góp một cái phần cho các cái doanh nghiệp người nộp thuế để có cái sức bật. Bên cạnh triển khai nhiệm vụ trọng tâm thu ngân sách nhà nước theo dự toán Quốc hội giao, năm 2021 được đánh dấu với sự hoàn thành khối lượng lớn xây dựng các văn bản pháp luật về thuế của Tổng cục Thuế, bao gồm 3 nghị định, 14 thông tư. Việc ban hành đầy đủ các văn bản hướng dẫn thi hành luật quản lý thuế đã tạo nền tảng pháp lý cho thực thi hiệu quả các chức năng quản lý thuế, là tiền đề cho công tác cải cách thủ tục hành chính thuế, phục vụ người nộp thuế và xây dựng hệ thống các quy trình quản lý, ứng dụng công nghệ thông tin, phục vụ công tác thuế trong giai đoạn mới. Thực thi quy định áp dụng hóa đơn điện tử toàn diện từ ngày 1 tháng 7 năm 2022 tại Luật Quản lý thuế số 38 và Nghị định số 123/2020 của Chính phủ, ngành thuế đã tập trung chuẩn bị các điều kiện cần thiết cho nhiệm vụ này. Cụ thể, tham mưu trình Bộ Tài chính ban hành thông tư số 78/2021 hướng dẫn chi tiết một số nội dung về hóa đơn điện tử. Xây dựng chuẩn thông tin dữ liệu hóa đơn điện tử làm cơ sở kết nối, truyền nhận, lưu trữ, sử dụng, kiểm soát thông tin hóa đơn điện tử. Xây dựng hệ thống ứng dụng hóa đơn điện tử phục vụ người nộp thuế, cơ quan thuế, chuẩn bị các điều kiện hạ tầng thông tin
để khối lượng lớn các giao dịch hóa đơn điện tử được truyền nhận giữa các bên liên tục thông suốt. Đào tạo, tập huấn, hướng dẫn công chức thuế, người nộp thuế trong giai đoạn chuyển đổi. Để triển khai thành công hệ thống hóa đơn điện tử, ngành thuế đã trình Bộ Tài chính phê duyệt hai giai đoạn triển khai. Giai đoạn 1 triển khai từ tháng 11 năm 2021, áp dụng với 6 tỉnh thành phố có 60% số lượng người nộp thuế và 70% số lượng hóa đơn phát hành trong năm. Giai đoạn 2 triển khai từ tháng 4 năm 2022, áp dụng với 57 tỉnh thành phố còn lại. Ngày 21 tháng 11 năm 2021 đánh dấu một sự kiện quan trọng, đó là hội nghị công bố triển khai hệ thống hóa đơn điện tử với sự chứng kiến bấm nút khai trương hệ thống của Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước và các lãnh đạo bộ ngành, địa phương, 6 tỉnh thành phố triển khai giai đoạn 1. Sau 1 tháng triển khai, số lượng người nộp thuế đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử là 263.000. Xây dựng chuẩn thông tin dữ liệu hóa đơn điện tử, quy trình quản lý hóa đơn điện tử, hệ thống ứng dụng hóa đơn điện tử, chuẩn bị các điều kiện hạ tầng thông tin để khối lượng lớn các giao dịch hóa đơn điện tử được truyền nhận giữa các bên liên tục thông suốt. Triển khai hóa đơn điện tử không chỉ mang lại ý nghĩa riêng cho việc gia tăng hiệu quả quản lý của ngành thuế mà còn có vai trò thúc đẩy quá trình chuyển đổi số quốc gia trong các hoạt động kinh tế xã hội của người dân, doanh nghiệp và cung cấp dịch vụ công theo phương thức điện tử. Tổng cục thuế đã ban hành nhiều văn bản yêu cầu các cục thuế tăng cường triển khai đồng bộ các giải pháp trong công tác quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử, kinh doanh dựa trên nền tảng số của các nhà cung cấp nước ngoài, đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng, thông tin khuyến cáo các hành vi sai phạm về thuế thường gặp trong lĩnh vực này, đồng thời công bố các trường hợp cố tình không thực hiện kê khai nộp thuế. Sau khi Bộ trưởng Bộ Tài chính phê duyệt đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam, Tổng cục thuế đã thành lập ban chỉ đạo và tổ triển khai đề án quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam. Với sự chủ động tham mưu của Tổng cục thuế, Bộ Tài chính đã ký kết thỏa thuận phối hợp công tác với Bộ Công Thương, Bộ Thông tin và Truyền thông nhằm tăng cường hỗ trợ triển khai quản lý thuế đối với hoạt động thương mại điện tử tại Việt Nam. Với các giải pháp đó, 14 tập đoàn, công ty công nghệ lớn trên thế giới và 8 trang điện tử hoạt động thương mại điện tử xuyên biên giới đã thực hiện nghĩa vụ thuế và số thuế thu được thông qua các tổ chức cá nhân Việt Nam khấu trừ, nộp thay khoảng 1.000 tỷ đồng mỗi năm. Số thu thuế từ các tổ chức Việt Nam có ký hợp đồng quảng cáo trực tuyến với tổ chức nước ngoài không thành lập pháp nhân tại Việt Nam như Google, YouTube, Facebook, Microsoft từ năm 2018 đến hết tháng 10 năm 2021 là trên 4.200 tỷ đồng. Trong năm 2021, ngành thuế đã đẩy mạnh các hoạt động hợp tác về thuế với cơ quan thuế các nước và tổ chức quốc tế, điển hình trên một số phương diện sau. Tổng cục thuế đã tham mưu trình các cấp để trình Chủ tịch nước ủy quyền cho Đại sứ Việt Nam tại Pháp thay mặt nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ký hiệp định thuế đa phương và đã được Chủ tịch nước phê duyệt tại quyết định số 765 QĐ-CTN ngày 25 tháng 5 năm 2021. Tổng cục thuế đã trình Bộ báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả thực hiện rà soát hiệu quả của các hiệp định thuế đã ký và đề xuất các nhiệm vụ giải pháp tổng thể nhằm hoàn thiện chính sách đàm phán ký kết hiệp định thuế đến năm 2030 phù hợp xu hướng phát triển kinh tế của Việt Nam, tiếp cận chuẩn mực tiên tiến quốc tế. Ngày 10 tháng 12 năm 2021, Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành quyết định số 2072 về việc phê duyệt đề án. Tổng cục thuế đã triển khai các hoạt động hợp tác qua hình thức trực tuyến với các cơ quan thuế các nước và tổ chức quốc tế như cơ quan thuế Hàn Quốc, OECD, ADB, SCATA, đảm bảo hỗ trợ kịp thời cho công tác hiện đại hóa quản lý thuế, cũng như khẳng định vị thế cơ quan thuế Việt Nam trên diễn đàn thuế quốc tế. Sau 10 năm thực hiện, chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2011-2020 đã cơ bản hoàn thành những mục tiêu đề ra. Báo cáo tổng kết thực hiện chiến lược giai đoạn này đã cung cấp cái nhìn khách quan về thực trạng công tác cải cách hệ thống thuế của toàn ngành thuế, là cơ sở để ngành thuế chủ động đề xuất chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030. Dự thảo chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030 đã được Bộ Tài chính thông qua và trình Thủ tướng Chính phủ với mục tiêu tiếp tục hoàn thiện đồng bộ hệ thống chính sách thuế, đảm bảo nguồn lực tài chính, chủ yếu thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, an ninh, quốc phòng của đất nước, có mức động viên hợp lý các nguồn lực cho ngân sách nhà nước, xây dựng ngành thuế hiện đại, tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả, quản lý thuế thống nhất, minh bạch, chuyên sâu, chuyên nghiệp. Tổng cục thuế đã trình Bộ, trình Thủ tướng Chính phủ ban hành quyết định số 15/2021 sửa đổi bổ sung quyết định số 41/2018 của Thủ tướng Chính phủ. Theo đó, ba đơn vị đã được nâng cấp từ vụ thành cục là Cục Thuế Doanh nghiệp lớn, Cục Thanh tra Kiểm tra thuế, Cục Kiểm tra Nội bộ giải quyết khiếu nại tố cáo và phòng chống tham nhũng.
Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế đã ban hành các quy định chức năng, nhiệm vụ các phòng thuộc ba cục. Thực hiện nghị quyết số 1111 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Bộ trưởng Bộ Tài chính đã ban hành quyết định số 815 thành lập Chi cục Thuế thành phố Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh. Tổng cục Thuế đã hướng dẫn thực hiện các quy trình thủ tục quản lý thuế sau hợp nhất và tổ chức lễ công bố quyết định thành lập Chi cục Thuế Thủ Đức trực thuộc Cục Thuế thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 15 tháng 12 năm 2021. Tổng cục Thuế đã chỉ đạo các cục thuế địa phương xây dựng kế hoạch kiểm tra nội bộ năm 2021, tập trung vào các lĩnh vực quan trọng, dễ phát sinh tiêu cực, tham nhũng, gây bức xúc trong xã hội. Toàn ngành thuế đã thực hiện 985 cuộc kiểm tra, qua đó đã kiến nghị xử phạt hành chính 468 người và đã xử lý 430 người. Tổng cục Thuế luôn chú trọng và tăng cường công tác kiểm tra nội bộ đối với các đơn vị trong hệ thống thuế về việc chấp hành chính sách chế độ, sử dụng kinh phí, tài sản, đảm bảo công tác quản lý tài chính của ngành được tiết kiệm, hiệu quả, tránh lãng phí. Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành thuế tích cực chống thất thu ngân sách, đồng thời là chống cái nợ đọng thuế và thực hiện tạo mọi cái điều kiện để cho các cái doanh nghiệp phát triển, và như thực hiện các cái chính sách giãn hoãn cũng như chính sách miễn thuế cho các cái doanh nghiệp, và đưa cái ứng dụng cái khoa công nghệ, đặc biệt là công nghệ thông tin trong cái quản lý thuế và phát hành cái hóa đơn điện tử và thu truy thu thuế trên các cái nền tảng số, vân vân. Mặc dù gặp phải cái Covid rất là gói khó khăn, nhưng mà được sự quan tâm lãnh đạo của Đảng và Nhà nước và sự phối hợp của các bộ ngành địa phương, phần nỗ lực của cán bộ ngành thuế đã phấn đấu và hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra. Trong năm 2022 thì Bộ Tài chính đã chỉ đạo ngành thuế bám sát vào nhiệm vụ thu và thực hiện một cách quyết liệt để mà chống trốn thuế và tạo mọi cái điều kiện cho các cái doanh nghiệp hoạt động một cách tốt nhất. Đặc biệt là trong năm 2022 thì sẽ ứng dụng cái hóa đơn điện tử, 100% các cái doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử có mã, và chính điều này sẽ đảm bảo được cho cái vấn đề thu ngân sách một cách thuận lợi nhất và cũng chống cái tình trạng hóa đơn giả. Năm 2022 dự báo tình hình quốc tế trong nước có những thuận lợi, cơ hội và khó khăn, thách thức đan xen. Để đảm bảo hoàn thành nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước năm 2022, góp phần hoàn thành mục tiêu tài chính ngân sách cả giai đoạn 2021-2025 mà Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng và nghị quyết của Quốc hội về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội 5 năm 2021-2025 đã đề ra, ngành thuế sẽ tập trung triển khai các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm sau. 1. Tiếp tục thực hiện các chính sách hỗ trợ người nộp thuế, duy trì phục hồi sản xuất kinh doanh, tăng cường quản lý thu ngân sách ngay từ đầu năm để phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2022 Quốc hội giao là 1.174.900 tỷ đồng. 2. Triển khai các nhiệm vụ giải pháp thực hiện nghị quyết số 0102 của Chính phủ về kế hoạch phát triển kinh tế xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2022, tăng cường ổn định kinh tế vĩ mô, hỗ trợ phát triển sản xuất kinh doanh, phục hồi tăng trưởng kinh tế. 3. Thực hiện hiệu quả chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030. Tiếp tục rà soát, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính thuế theo yêu cầu. 4. Thực hiện tốt chương trình xây dựng thể chế chính sách pháp luật về quản lý thuế và chính sách thuế, xây dựng nâng cấp kịp thời các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin, đảm bảo việc triển khai các quy định mới được thông suốt, hiệu quả. 5. Tổ chức thành công kỳ thi công chức của ngành thuế để kịp thời bổ sung nguồn nhân lực trẻ có chất lượng tốt cho ngành. 6. Tiếp tục kiện toàn, tinh gọn bộ máy cơ quan thuế các cấp, đảm bảo hiệu lực, hiệu quả, đáp ứng tốt nhất yêu cầu cải cách hiện đại hóa ngành thuế. 7. Tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao tinh thần trách nhiệm đội ngũ cán bộ công chức trong thực thi công vụ và thực hiện tốt công tác phòng chống tham nhũng, tiết kiệm, chống lãng phí. Năm 2022 thì dự báo kinh tế trong nước và thế giới tiếp tục gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch bệnh COVID-19. Đây cũng là năm đầu tiên ngành thuế triển khai chiến lược cải cách hệ thống thuế giai đoạn 2021-2030. Nhằm đạt mục tiêu cải cách quản lý thuế, trọng tâm là dựa trên nền tảng thuế điện tử và ba trụ cột cơ bản gồm hoàn chỉnh thể chế quản lý thuế đầy đủ, đồng bộ, hiện đại và hội nhập, nguồn nhân lực chuyên nghiệp, liêm chính, đổi mới, công nghệ thông tin hiện đại tích hợp kinh tế số. Với tinh thần đó, toàn thể gần 40.000 cán bộ công chức, viên chức, người lao động, ngành thuế quyết tâm hoàn thành toàn diện
nhiệm vụ công tác thuế năm 2022. Với sự điều hành đúng hướng của Đảng, Chính phủ và Quốc hội khiến nền kinh tế Việt Nam phục hồi, ổn định và tăng trưởng, tạo nguồn thu vững chắc cho ngân sách. Được sự chỉ đạo sát sao của Bộ Tài chính, sự chung sức đồng lòng của cộng đồng doanh nghiệp, ngành thuế sẽ quyết tâm phấn đấu hoàn thành vượt mức nhiệm vụ công tác thuế năm 2022.